Thưa thầy là cái chủ đề này nhận được rất rất là nhiều sự quan tâm của các thầy cô và các anh chị trong phòng Zoom đó. Thì em xin phép thầy là cái chủ đề này chúng ta được tiếp tục, bởi vì ngày hôm nay thì có em đã ghi đến 4 trang câu hỏi của các thầy cô rồi ạ, và có nhiều câu hỏi thì mình chưa có thể giải đáp được. Thì xin phép thầy là tuần sau thì chúng ta tiếp tục cái chủ đề này được không ạ? Dạ vâng. Được, tuần Và sau vâng. rất là nhiều anh chị đã giơ tay từ rất là sớm, nhưng mà bây giờ do thời gian thì không cho phép á, nên là xin nợ các chị anh chị lại vào buổi sau. Thì em đã ghi tên các anh chị ở đây rồi, thì để buổi sau chúng ta có thể là, nếu chúng ta hiện diện thì chúng ta có thể tiếp tục đặt câu hỏi với thầy ạ. Cảm ơn anh chị. Em Tôi biết xin phép ơn. tôi phải đi nhé. Và tôi xin chào thầy Thái, xin chào Mai, xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn các bạn tuần sau. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Cảm ạ. ơn. Thảo ơi, cho thầy gặp Thảo lại cái. Thảo ơi, Dạ. chân Thảo cho thầy gặp lại Thảo cái. Thảo ơi, em mở mic lại Thảo ơi. Dạ, em chào thầy Thái. Em biết ơn cộng đồng SE đã giúp em bao dung hơn trong trong một tháng qua. Em ơn cộng đồng SE. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ thầy thầy với cộng đồng luôn luôn đồng hành cùng em và rất là đồng cảm với cái nỗi đau của em. Nhưng mà thầy luôn luôn nói với các bạn rằng là đằng sau một cái nỗi đau của mình là nó có bài học rất là lớn. Thì bây giờ thầy thầy mong muốn làm một việc với cuộc sống của mình ngay bây giờ được không? Nếu mà có thể thì ngay bây giờ. Ngay bây giờ là trong ngày hôm nay và sau này em làm một cái động tác thôi, em có thể lột cái mặt nạ xuống, em vứt nó đi, em vứt nó đi, em cầm cái tay em vứt nó đi được không? Đúng rồi, cảm ơn em rất nhiều. Vứt nó đi, tại vì chúng ta chỉ có sống mạnh mẽ nhất và tuyệt vời nhất khi mình sống thật với chính cuộc đời của mình thật. Cái sự sống thật nó đơn giản đơn điệu lắm, thì lúc đó mình tôn trọng mình là mình là mình tôn trọng chính mình. Thầy rất là đồng cảm với cái câu chuyện của em ngày hôm nay. Thực sự ra là một người phụ nữ khác bình thường thì vô cái hoàn cảnh như em hiện nay không mạnh mẽ bằng em đâu. Em đang rất tự tin luôn, em rất là mạnh mẽ tuyệt vời, và đặc biệt hơn là em là một người mẹ vô cùng tuyệt vời với hai đứa con của em. Và hôm nay thầy rất là hạnh phúc khi mà em nói cái sự thật này trên cộng đồng. Thì như thầy Tuấn cũng chia sẻ thì thầy đồng cảm, nhưng mà cái việc của em bây giờ, cái ngôi đền cảm xúc của mình là quan trọng nhất nhé. Ngôi đền cảm xúc của mình là quan trọng nhất. Nhìn thẳng vào vấn đề, chính mình giải quyết vấn đề tại sao diễn ra như thế này. Nếu tình huống là cái sai thuộc về anh ấy tuyệt đối và anh là người vô trách nhiệm tuyệt đối, thì hãy nhìn vào cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình và hạnh phúc của hai đứa con của mình. Và bắt đầu hôm nay mình sẽ có một cái trang mới rất tuyệt vời. Nhưng quan trọng nhất, em và con của em nhìn thẳng vào sự thật, và mỗi người trong gia đình lột cái mặt nạ xuống, sống thật thôi. Thì đơn giản sống thật thôi. Và mỗi một ngày hãy trang bị cho mình một cái tư duy tích cực, một cái niềm tin tích cực. Tại vì đơn giản, em là người phụ nữ tuyệt vời như vậy mà. Con em đang cần đến em biết bao nhiêu, và bao nhiêu thế hệ học trò cần đến em biết bao nhiêu. Hãy nhìn, hãy dịch chuyển cái góc nhìn của mình sang cái điều những người cần mình hơn rất nhiều. Được không em? Dạ được thầy. Thầy rất là vui khi có một cái động tác là lột mặt nạ của mình xuống. Ngay ngày hôm nay, bây giờ và về sau đừng đeo lại nó. Em đồng ý với thầy không? Dạ em đồng ý. Cái mặt nạ về hình tượng thôi. Nhưng mà cái mặt nạ thực chất á, nó quan trọng lắm. Cái hạnh phúc của cuộc đời của mỗi con người của chúng ta nó không đến từ người kia, nó không đến người kia. Cái hạnh phúc của mỗi cá nhân, của mỗi con người trong cuộc đời nó không đến từ cái yếu tố bên ngoài, mà nó đến từ yếu tố bên trong. Nó đến từ yếu tố bên trong. Mình có hạnh phúc hay không, mình có bình an hay không, mình có tuyệt vời hay không là mình. Chứ cái người kia nó là bên ngoài. Thầy hay nói là tiền, quyền lực, danh vọng và dục vọng, bốn cái thứ này nó đến nó đi cực kỳ vô tình, bởi vì nó là cái bên ngoài mà. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong em bây giờ là cái bên trong của em. Hãy cho phép mình tôn trọng và nâng niu cái ngôi đền cảm xúc của mình, được không? Và mình sống thật chính con người tuyệt vời của mình để làm gì, để làm gì, để mình tuyệt vời đã, đúng không? Mình tuyệt vời, mình tự tin là mình đúng,
mình chính trực, mình tuyệt vời đó, cái đó quan trọng lắm em. Và cái mình tuyệt vời này thì em chính là hình mẫu siêu tuyệt vời của hai đứa con trai của em, hai đứa con của em. Đó, em chính là hình mẫu siêu tuyệt vời của hai đứa con của em. Và ba mẹ con, thầy mượn lại lời lại của em Hùng, ba mẹ con trong lúc này là khúc ngoặt của cuộc đời, của gia đình, của mỗi con người. Cuộc đời của em nó là một khúc ngoặt, đang là khúc gãy. Thì ba mẹ con vịn vai nhau mà đứng dậy, ba mẹ con cầm tay nhau mà dẫn nhau đến cái tương lai tươi sáng nhá. Yeah. Cảm ơn nhiều, cảm ơn em rất. Thầy Thái ơi, thầy cho em xin xin được chia sẻ một tí. Xin mời Thánh Ngọc ạ. Bởi vì rất là cảm ơn chị Thảo đã đưa cái câu chuyện của chị lên trên cộng đồng, và nó cũng là một trong những cái điều mà rất nhiều giáo viên bị mắc ấy. Bình thường thì những người ta là người bình thường thôi, người ta làm những cái công việc bình thường thôi, thì cái việc mà sợ dị nghị ấy, cũng đã là một trong những cái điều mà khiến cho người ta lo sợ rồi. Ví dụ như bố mẹ em ngày xưa thì cũng là vì sợ mọi người dị nghị thôi, nên là cứ cố gắng để ở với nhau. Nhưng thực sự với tư cách là một đứa con như ngày xưa thì em đã có rất nhiều lần em nghĩ rằng là thà bố mẹ đừng ở với nhau nữa còn hơn, thề luôn ấy. Nhưng mà em không có dám nói cái điều đấy với bố mẹ của mình, nhưng mà thực sự rất nhiều lần em muốn hét lên, em muốn hét lên cái điều đó. Thì cái người bình thường thôi người ta cũng đã sợ dị nghị rồi ạ, và đến khi mà mình là giáo viên thì mình càng sợ dị nghị hơn, bởi vì mình tự khoác cho mình một cái mác là cô giáo thì phải thế này, thầy giáo thì phải thế kia, đúng không ạ? Nên là mình càng cố gắng hết sức để mà mình bảo vệ cho cái mặt nạ đó. Thì hôm nay cái động tác lột mặt nạ đấy nó không chỉ là động tác lột mặt nạ để mà mình sống thật với con người của mình, mà là mình cởi cái mặt nạ để mà mình phải là một giáo viên. Giáo viên thì có nghĩa là phải có gia đình hạnh phúc đó. Mình có thể bỏ cái mặt nạ đấy ra cũng được, không có sao hết đó. Và cái hạnh phúc lớn nhất nó không có nghĩa rằng là tôi phải ở trong một cái gia đình nó toàn vẹn cả chồng cả vợ cả con, thì cái điều đấy mới là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc ở đây là hạnh phúc của tự thân mỗi một người. Khi mà hai cái khối khổ đau nó ở với nhau á, khi mà hai khối khổ đau, nghĩa là mình cũng khổ đau và chồng của mình cũng khổ đau ấy, ở với nhau ấy, thì nó tạo ra địa ngục trần gian. Địa ngục nó ở đấy chứ không phải là khi nào chết thì mới là địa ngục đâu ạ. Địa ngục nó ở ngay trong hiện tại này, và niết bàn nó cũng ở trong hiện tại, chứ nó không phải là sau cái kiếp này thì mình được sinh ra ở trong địa ngục lúc đấy mình mới chịu khổ đâu, không phải ạ. Mà như thầy Nhất Hạnh nói là mình khổ đau, người kia cũng khổ đau, và hai cái khối khổ đau ở cạnh nhau ấy, thì nó tạo ra thành một địa ngục trần gian luôn ạ. Và nó khiến cho những người ở chung quanh mình cũng khổ đau luôn, thì những cái người đấy chính là các con của mình. Thì ở đây em giống như thầy Tuấn ấy, em không chia sẻ với chị là mình phải bỏ hay là không bỏ, mà mình chỉ chia sẻ là cái góc nhìn của mỗi một người để cho chị có thể tự ra quyết định được. Thì em có thể nói với chị là chúng ta không 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 cần phải lấy bất kỳ một cái gì để định danh cho hạnh phúc của mình, mà cái hạnh phúc lớn nhất của mình là mình có thực sự cảm thấy vui vẻ, mình có thực sự cảm thấy thoải mái với chính con người của mình hay không. Khi mà mình cảm thấy bình an, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái với con người thật của mình ấy, thì đấy là cái điều tốt nhất mình có thể làm được cho những người khác. Và mình có thể lấy cái tấm gương của mình ra để mình nói với học sinh của mình ấy, là cô nè, cô hoàn toàn vẫn hạnh phúc khi mà cô không có một gia đình toàn vẹn. Cô vẫn có quyền được chọn hạnh phúc cho mình, bởi vì đấy là hạnh phúc của cô. Chỉ có mình biết là thế nào là mình hạnh phúc thôi, chứ không phải là cứ có gia đình có nghĩa là hạnh phúc. Cô vẫn đang hạnh phúc khi mà cô ở một mình, và cô dũng cảm để cô lựa chọn cái hạnh phúc đó, cái hạnh phúc mà không có một người chồng ở bên cạnh, và cô vẫn hoàn toàn có thể tự hạnh phúc được. Cái hạnh phúc lớn nhất ấy là hạnh phúc tự thân. Chúng ta bị hiểu sai rất là nhiều, và cái này ấy, nó khiến cho nó là một cái niềm tin của cả xã hội, nó khiến cho mọi người và sau này lớn lên bố mẹ cũng thế, không thấy con cái của mình lấy chồng lấy vợ là cứ cuống cả kê cả lên,
và áp cho con rằng là con phải lấy chồng, con phải lấy vợ, con phải có một gia đình thì cái đấy nó mới là hạnh phúc. Và tự nhiên nó đang hạnh phúc xong rồi mình cứ áp đặt cho nó nói là nó phải lấy chồng lấy vợ, thế thành ra tự nhiên là nó hết hạnh phúc luôn. Xong rồi nó phải đi nó cắm đầu nó lấy một cái người chồng người vợ nào đó để cho bố mẹ cảm thấy yên tâm. Nhưng mà cuối cùng thành ra là mình tự đẩy con của mình vào địa ngục ạ. Thì cái hạnh phúc của mỗi một cá nhân chỉ có thể được đo bằng chính họ thôi. Họ cảm thấy hạnh phúc chứ không phải là người khác cảm thấy họ hạnh phúc được. Nên là mình không thể ở với chồng mình để cho người khác cảm thấy rằng là à cái cô đấy, cái anh đấy là hạnh phúc được. Mà là mình có thực sự cảm thấy hạnh phúc khi mà mình ở với họ hay không. Thì em ở đây em cũng chia sẻ luôn với cả cộng đồng ấy, là mọi người cũng đừng có nghĩ rằng là cô Ngọc hạnh phúc có nghĩa là cô Ngọc đang ở với chồng ấy. Hoàn toàn một ngày nào đó em với chồng em có thể chia tay mà. Và em cũng nói rất là chân thành với anh ấy là bọn mình ở đây với nhau trong thời điểm này không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà em không thể đảm bảo rằng là trong tương lai chúng ta tiếp tục vẫn không có vấn đề. Đôi khi làm sao mà biết được ạ? Cuộc sống là vô thường. Chẳng may một lúc nào đó anh gặp một ai đó mà người đấy chạm vào một cái phần nào đó mà em đã không thể chạm được vào trong trái tim của anh. Thề luôn ạ. Hoàn toàn anh có quyền, anh có quyền chia sẻ với em điều đấy. Và chúng mình làm được điều tốt nhất cho con mình ấy là hãy dạy con mình rằng là bố có quyền theo đuổi hạnh phúc của bố, mẹ có quyền theo đuổi hạnh phúc của mẹ. Và bố mẹ sẽ luôn luôn tôn trọng nhau để giữ cái bầu trời bình yên cho con. Bầu trời bình yên cho con không có nghĩa là hai người ở cạnh nhau ạ. Mà bầu trời bình yên cho con là dạy con rằng là con cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của con. Ví dụ sau này chẳng may con mình nó lấy một người chồng người vợ, bởi vì cái lúc đấy khi mà yêu ấy thì nó rất là mù quáng. Người ta không thể lý trí để người ta phân tích hết được. Và đôi khi cái sự lựa chọn đấy nó chưa phải là đúng hẳn đâu. Thì con hãy dũng cảm, con chia sẻ cái điều đó. Và con hãy dũng cảm để con bảo vệ cái hạnh phúc của mình, con lựa chọn. Không phải là con chọn cái người đấy có nghĩa là con phải gắn bó với họ suốt đời. Để mà hai cái khối khổ đau hành hạ nhau suốt cuộc đời. Không có chuyện đấy đâu ạ. Mà đây nè, mẹ cũng rất là dũng cảm để mẹ chọn được cái điều tốt nhất cho mẹ, cho hai con và cho bố. Bố cũng đang rất là khổ đau ấy, bố cũng không sung sướng gì đâu. Bố cũng không muốn làm khổ mẹ con mình đâu. Nhưng cái nỗi khổ đau của bố nó quá lớn và mẹ không đủ khả năng để mẹ có thể chữa lành cho cái nỗi khổ đau đấy của bố. Và bố đang đi tìm một người khác để bố cũng đang muốn, bởi vì ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc mà. Ai cũng muốn tìm một ai đó để mà mình chữa lành cái đau khổ của mình mà. Thì bố cũng đang muốn thoát ra khỏi cái đau khổ của bố. Nhưng mẹ không đủ khả năng để mà mẹ chữa lành cho bố. Cho nên là bố phải đi tìm một người khác. Thì các con cũng thông cảm cho bố cái điều đó. Và bây giờ thì mẹ không đủ khả năng nên là mẹ bảo vệ hạnh phúc của mẹ. Và chúng ta có quyền bảo vệ hạnh phúc của chính chúng mình. Thì không có một cái sự dị nghị nào của hàng xóm láng giềng mà nó cao hơn cái hạnh phúc tự thân của mỗi một người. Và chính cái sự dũng cảm của mình ấy, đấy mới là cái câu chuyện, đấy mới là cái điều mà mình có thể dạy được cho người khác, dạy được cho các con của mình về việc là các con hãy tôn trọng bản thân mình, các con hãy lựa chọn hạnh phúc của các con vì chính các con, chứ không phải là vì bất kỳ một người nào khác. Không phải sau này các con cố gắng ở với bố mẹ, ở với chồng của mình là vì bố mẹ. Đâu, cái điều đấy là sai. Và bây giờ mình lại ở với chồng của mình vì hàng xóm nữa thì càng sai. Học trò không ghi nhận chị ở điều đấy đâu ạ. Mà chị có thể đứng với học trò của mình, chị có thể nói với các con là cô có một gia đình không hoàn hảo, nhưng cô vẫn hạnh phúc với cái sự hoàn hảo, với sự không hoàn hảo đấy. Đó. Thì em nghĩ rằng là cái câu chuyện của chị nó là một cái lời, em rất cảm ơn cái chia sẻ của chị ngày hôm nay. Bởi vì có rất nhiều giáo viên được học từ cái bài học của chị. Và mọi người cũng đừng có kỳ vọng vào cô Ngọc nha mọi người. Mình nói với mọi người rằng là mình hiện tại là mình đang có chồng, nhưng mà không đảm bảo rằng là chắc chắn là sau này không có vấn đề gì đâu ạ. Đừng kỳ vọng vào cái chuyện đấy ạ. Cá nhân
là một cái chuyện có rất là nhiều khía cạnh khác nhau của một con người. Mình đừng có đánh đồng tất cả mọi khía cạnh vào với nhau. Ví dụ, mọi người yêu quý cô Ngọc bởi vì cô Ngọc giảng hay, mọi người cứ yêu quý cô Ngọc với cái điều đấy đi ạ. Nhưng mà đừng vì là cô Ngọc không có chồng mà bảo là ừ bây giờ em không yêu quý cô Ngọc nữa bởi vì cô Ngọc không có chồng. Hai cái khía cạnh đấy nó rất khác nhau. Thì chúng mình hãy cho chúng mình được mở rộng cái góc nhìn và bao dung với người khác. Thực ra hôm nay thì cái câu chuyện của thầy Tuấn chia sẻ từng câu từng chữ một thực sự nó chạm vào em vô cùng luôn ấy ạ. Bởi vì em là cái đứa trải qua từ nhỏ về cái việc bố mẹ này, rồi chính cái tình yêu thương của thầy cô khiến cho em có thể lớn lên được, thì lại chạm đúng vào cái câu chuyện của Phùng Linh. Mình không được hạnh phúc trong gia đình của mình, nhưng chính cái việc mình không hạnh phúc trong gia đình của mình đó, bố mẹ của mình đó, lại trở thành cái câu chuyện truyền cảm hứng cho người khác về sứ mệnh người thầy. Các con cũng đang không hạnh phúc trong gia đình của các con, và nó cần có một nơi để nó bấu víu, đấy chính là thầy cô. Và Linh hãy làm cái sứ mệnh của em tuyệt vời nhất có thể. Thì đấy chính là cái lúc mà mình chữa lành cho chính mình. Rồi cái câu chuyện mà thầy Tuấn chia sẻ về cái đứa bé mà nó không dám làm gì, nghĩa là bố mẹ của nó thì cứ kỳ vọng vào nó đấy. Thì đấy là câu chuyện của ông xã em ấy. Một người con ngoan cực kỳ trong mắt bố mẹ, nhưng mà sau lưng bố mẹ cũng làm tất cả những cái việc mà bố mẹ không cho làm. Thì ông làm tất, làm hết luôn. Nhưng mà trước mặt bố mẹ thì cực ngoan, trước mặt hàng xóm láng giềng ở trong khu cực ngoan, nhưng mà đi ra một khu khác thì hư thôi rồi luôn. Và đến bây giờ vẫn còn không dám kể với bố mẹ của mình tất cả những thứ đó, chỉ dám kể với vợ thôi. Chỉ dám kể với vợ thôi. Anh đã từng thế này, anh đã từng thế kia. Nhưng mà em thấy một cái điều mà em có thể chấp nhận được anh ấy, đấy là chính mình ngày xưa cũng đã từng như thế. Mình cũng chấp nhận. Mình thì có câu hỏi ở đây em cũng muốn chia sẻ là có câu hỏi là thế thì bây giờ làm sao? Cái sự tự tin mà hôm nay thầy Tuấn nói đến ấy, nó không phải là confidence đâu ạ. Mà nó sâu hơn cái confidence là cái tiếng Anh nó tự tin ấy rất nhiều. Cái đấy là một trong những cái nhóm hạt mà em đã chia sẻ trong cái chuyên đề đầu tiên về vai trò của người giáo. Cái nhóm hạt mà nó tạo nên cái bộ rễ của một cái cây đấy chính là self-esteem, là lòng tự trân trọng bản thân. Thì tất cả, hầu như tất cả chúng mình người Việt Nam á, đều bị thiếu cái phần đó. Bởi vì chúng mình được nuôi dạy theo cách của Đông Á, là giống như cách thầy Tuấn nói, là cái điều tốt thì không tập trung vào những cái, tập trung vào những cái điều xấu với hy vọng là làm cho nó tốt lên. Thì tất cả mọi người đều bị như vậy, chứ không phải là bây giờ mới bị đâu. Chúng ta cũng bị như thế. Thế thì chúng ta đã là người lớn rồi, khi chúng ta nhận thức được điều đó thì chỉ có một cách là chúng ta tự chữa cho mình, bằng cách là chúng ta cứ dần dần chúng ta tham gia những cái buổi Zoom như thế này, học hỏi, nhận thức và tự vun bồi cho cái phần mà chúng ta bị thiếu đó. Còn với người khác, với trẻ con, thì khi chúng ta nhận thức được điều đấy thì chúng ta đừng có làm cái điều đấy với đứa trẻ nữa. Chúng ta đừng lặp lại cái vết thương của mình, lại gây tổn thương cho đứa trẻ nữa. Thì ngày hôm nay thì cũng đã muộn rồi, nên là em không có đủ điều kiện để chia sẻ thêm với mọi người về những cái câu chuyện thực tế. Nhưng mà rất mong là tiếp tục cái chủ đề này ngày hôm sau, chia sẻ tuần sau của thầy Tuấn, thì mọi người hãy cứ cố gắng để tham gia những cái buổi như thế này. Đây cũng là những cái buổi để mình tự chữa lành cho bản thân mình, và mình không gieo rắc cái tổn thương của mình tiếp tục cho thế hệ sau nữa. Thì rất là cảm ơn mọi người, và cảm ơn chị Thảo, cảm ơn Linh, cảm ơn anh Trinh đã chia sẻ những cái câu chuyện của mọi người ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn các anh chị, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Ơn vì chia sẻ rất là sâu sắc của cô Ngọc ạ. Thực sự là mỗi lời cô nói thì chính bản thân mình cũng cảm thấy rất là thấm, khi mà mình kết nối lại với rất là nhiều cái câu chuyện mà các cô đã chia sẻ. Rất là nhiều những cái định kiến chúng ta bị xiềng xích bởi rất nhiều cái định kiến xã hội ạ. Và thưa chị Thảo, là hôm nay khi mà chị đứng ra, chị mạnh dạn chị chia sẻ cái câu chuyện của chị đã là một sự rất dũng cảm rồi ạ. Và hôm nay khi lúc mà chị đổ cái mặt nạ ra như là một cái cách mà mình cắt đứt cái xiềng xích của những cái rào ràng buộc này ạ, để cho mình được sống đúng với cái bản thân của chị. Thực sự em rất là biết ơn chị. Vâng, em rất là biết ơn chị. Em tin rằng là khi mà chị đã
hôm nay, ngày hôm nay mình đã được lắng nghe rất là nhiều những cái phân tích từ nhiều cái góc nhìn khác nhau của các thầy cô và của mọi người ạ, thì chị sẽ có thể có được một cái quyết định, mà cái quyết định đấy là đúng với chị trong cái thời điểm này ạ. Và nhưng mà em cũng nghĩ rằng là tiếp tục để mà mình có thể mình hành động tiếp tục để mình theo đuổi được cái quyết định đó thì nó cũng không thực sự là không dễ dàng lắm ạ. Vâng, và ở đây thì cũng đã chia sẻ là muốn được cái sự hỗ trợ có thể nói thì em cũng xin phép là ở đây có nhiều anh chị cũng như là chị Thảo có chia sẻ rằng là muốn xin số điện thoại của thầy Tuấn, thì thầy cũng đã từng nói với cả cộng đồng mình là công việc của thầy khá bận nên là thầy không thể tư vấn cá nhân trực tiếp mà thầy sẽ thông qua chúng em để có thể hỗ trợ thêm cộng đồng. Và thực sự là những cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, những cái chủ đề như thế này thì đều là những cái chủ đề mà chúng em cũng đã được lọc lựa từ rất nhiều những cái nhu cầu của các anh chị trong cộng đồng và đã trao đổi rất là kỹ với thầy trước mỗi một cái buổi như thế này. Vậy nên là ở đây thì em cũng xin phép chị Thảo là nếu được chị nếu mà chị cảm thấy là cần sự trợ giúp thì chị có thể nhắn tin vào cái số điện thoại ở trên cái nick của em ở trên màn hình đây ạ, và chúng em sẽ đồng hành với chị. Đây là số điện thoại của tham vấn của cái đường dây tham vấn hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng SE, và hiện tại thì cũng có một số giáo đang ở trong hoàn cảnh như chị và chúng em cũng đang hỗ trợ lâu dài để cho mọi người có thể vượt lên được bản thân mình, vượt lên được những cái sợ hãi, vượt lên những cái rào cản để tự tin là chính bản thân mình. Và có những chị còn cam kết với cả chúng em là sau khi mà các chị ấy đã hồi phục lại ạ, có những chị đã bị tổn thương đến hơn 20 năm ạ, thì sau khi hồi phục lại các chị ấy muốn các chị sẽ là những cái người đứng lên cộng đồng đây ở đây để chia sẻ lại câu chuyện của mình, để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, những người vẫn còn đang cảm thấy rằng chưa đủ cái sự dũng cảm để mình sống thực với bản thân. Thì chị có thể ghi lại cái số điện thoại này và chị nhắn tin cho cái số điện thoại này trước cho chúng em và chúng em sẽ liên lạc lại với chị. Dạ vâng. Dạ vâng, em mời chị Thảo ạ. Dạ. Yeah. Đến thời điểm này thì em khá bình tĩnh. Em là biết ơn cộng đồng mặt em biết ơn thầy Thái và tất cả cô Ngọc và tất cả mọi người ở đây. Và đến thời điểm này thì em mong muốn em hãy cho em một cái sức mạnh tự tin để em có thể là đối diện với sự thật và em có thể là tiếp tục bao dung đưa chồng về để cho con cái hạnh phúc và gia đình không có thêm một cái xã hội, không có thêm một gia đình tăng tật. Vì em không muốn là cứ luẩn quẩn như vậy, hết bản thân em thì sao lại để thêm con cái em. Cũng, mình không thể nào làm gương để mà con cái có thể xây dựng người gia đình hạnh phúc, cho nên rất mong là cộng đồng SE là cho em được dựa vào để mà tiếp tục là bao dung và sống làm tròn của trách nhiệm của người phụ nữ. Em xin em và bây giờ thì giai đoạn này, trong cái giai đoạn lúc này thì thầy cũng có một cái lời khuyên nhỏ nữa thôi. Ngay trong cái đoạn này mới có hơn một tháng này thôi, trong giai đoạn này thì em hãy giống như nãy thầy nói á, rồi mình nạ xuống, sống thật với chính mình và bình an nhất có thể để cho con mình bình an. Và ngay lúc này đừng có ra quyết định, được không? Ngay lúc nóng, ngay lúc như này đừng ra quyết định, đừng có nói quyết định gì. Nó sẽ bị dính mắc ngay trong cái quyết định của mình đó. Ngay lúc này hãy thả lỏng cho mình có cuộc sống bình an, nhẹ nhàng nhất cứ thế cho để thời gian nó trôi. Để khi nào thực sự mình bình tâm, khi nào thực sự mình nhìn rõ vấn đề, khi nào anh ấy cũng nhìn rõ vấn đề, thì lúc đó em hãy ra quyết định nhé. Yeah. Okay. Không, ok, cảm ơn em. Nên để giải phóng năng lượng câu chuyện của em đó, để giải phóng năng lượng thì mình cùng với các bạn nghe một bài hát nhé. Nghe bài hát để giải phóng năng lượng nhá. Ok, yeah. Bài hát thì ok, nghe nhạc nhá. Chị em đã nghe nhạc thư giãn nhá. Cảm ơn chị em đã nghe nhạc thư giãn. Và thực sự trong cái hoàn cảnh của Thảo thì rất là đồng cảm với em. Nhưng mà một cái điều nữa thầy muốn gửi gắm tâm sự với em là khi một người đàn ông lập nghiệp mà họ bị thất bại đó, đặc biệt là thất bại trong sự nghiệp, đôi khi trong cái hoàn cảnh đó họ muốn có một cái chỗ gì đó để họ lấp một tí. Nhưng mà nếu ở góc nhìn tích cực thì lúc này thì em đừng quyết định gì nha. Hãy cho con của mình được bình an nhất có thể, và hãy để cho con của mình á, làm điểm tựa cho anh ấy nha. Hãy cho hai đứa con của mình gần gũi với ba làm điểm tựa cho anh ấy, trong khi mình chưa đủ sức mình làm được cái việc đó ngay lúc này. Thầy biết em bây giờ đang có một khoảng trống rất lớn, nhưng mà động viên hai đứa con của mình á, đỡ ba
chơi với ba nó, và có thể là ba cha con nó đi ăn với nhau cũng được. Nhưng mà ngay lúc này, trong lúc mà ba bị phá sản như vậy, ba bị thất bát trong sự nghiệp như vậy, thì con là niềm động viên lớn nhất cho ba của nó. Hãy động viên con để con được ở bên ba của nó nhé, được không ạ? Ok, động viên con. Thay vì mình phải trách cứ thì động viên con. Lúc này ba rất cần đến hai đứa con, thì đôi khi hai đứa con nó sẽ giúp thay để ba của nó nhìn cái câu chuyện chính đắn và chính trực, được không? Cảm ơn em nha. Cảm ơn em, cảm ơn nhà rất là nhiều. À, và để có một điều nữa nãy mình muốn chia sẻ với anh chị em, thực sự là tất cả chúng ta đó, kể cả giáo viên, kể cả phụ huynh, thì các bạn rất là cần, và trên cái nhu cầu của cộng đồng thì mình có nhờ cô Mai cùng với đội ngũ chuyên gia thiết kế ra những cái chương trình để đồng hành cùng với quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học trò. Thì mình có ba cái chương trình này, mình đặt hàng mãi mới làm xong, mới làm được đấy. Thì anh chị em quan tâm đến thì tham gia để được có cái năng lực này nha. Cái thứ nhất là năng lực tham vấn tâm lý học đường. Cái chương trình này không dành riêng cho giáo viên đâu. Cái chương trình đội ngũ chuyên gia thiết kế rất kỹ lưỡng để gia tăng cái năng lực tham vấn tâm lý học đường. Và mỗi giáo viên mà biết được cái chuyện này thì mình sẽ vô cùng hữu ích cho học trò của mình, đúng không ạ? Để gỡ rối, giống như hôm nay anh chị em thấy thầy Tuấn tham vấn tốt không? Quá tuyệt vời, đúng không ạ? Và những cái môn này thì rất cần giáo viên của mình được học để giúp cho học trò của mình. Và cái đặc biệt nữa, hôm vừa rồi cô Ngọc và mọi người cùng anh chị em học cái chương trình thì xây dựng tiếp hai cái chương trình đồng hành cùng với tuổi teen để tránh những cái lỗi lầm, những cái sai vì thiếu hiểu biết của cái tâm lý của học trò. À, và đặc biệt liên quan tới cái gì nhỉ, cái chương trình giáo dục giới tính cho học trò của mình đó, vô cùng quan trọng để các con hiểu đúng và để kiểm soát rủi ro trong tương lai. Và đặc biệt là những phụ huynh mà có con em là con là nữ đó, hãy hiểu đúng đắn về cái này cho các con nhé. Và cái chương trình nữa dành cho cấp 2, chi phí của nó là tượng trưng thôi. Tất cả những chi phí thì chúng tôi thu là trên nền tảng của SE của mình là chi phí tượng trưng để làm thế nào để động viên nhau để chúng ta được học những chương trình giá trị này nhưng mà hữu ích cho cuộc đời của mỗi con người. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Quan tâm thì vô web của mình, vô trang web của mình để đăng ký học nhé. Cảm ơn anh chị em. Cảm ơn cô Mai một lần nữa, biết ơn cô Mai, biết ơn Khánh Ngọc rất là nhiều, Thánh Đúc Kết. Ok, biết ơn cả nhà rất nhiều. Và bây giờ thì cũng trễ rồi, chương trình hôm nay rất là dài rồi. Biết ơn cả nhà nhiều nhé. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.